Hello anh em nhé. Và chúng ta tiếp tục cuộc đại chiến. Tầm này căng này, đại chiến với Viên Thiệu, Quan Độ. Không biết có chống được không? Anh em đợi anh Trung tí. Đâu anh ơi, vào xem nào. em đang vào game, chờ em tí. Mấy ông kia đòi nhập vai hay sao vậy anh? Đấy, nhập vai cho vui thôi, chứ chả ai đòi. Bắt được chư hầu bắt thế nào được? Thế lực của Viên Thiệu là thế lực thiên về bắt chư hầu. Nó sẽ mạnh lên khi nó bắt chư hầu. Lưu Sủng có mạnh cái đường đấy đâu. Cả game mẹ đánh ỉa mới bắt được Công Tôn Toản. Bắt chiều không dễ đâu. Để em tí nhá, hình như mod sai sao ấy. Xếp đúng thứ tự tao vào chưa? Để cuối cùng ấy. Đúng rồi mày nha, nó không vào được hay như nào? nó cũng như là phiên bản trò chơi khác biệt ấy. À thế thôi bỏ đi, để anh thoát. Thì để kem sau vậy. Ừ. Đám cưới miền Tây. Giờ đi em.
như sắp xếp mod sai nữa rồi anh ạ. Lại không vào được à? Không. Để anh xem lại nào. Vẫn mình vẫn để nguyên cơ mà nhỉ. Đúng rồi, có sai đâu. Vấn đề nguyên mà. Mình có thay đổi gì không? Không, em vẫn như cũ mà. Giống nhau mà nhỉ. Anh vào lại xem nào. Chắc nó bị lag hay gì đấy. Anh vào lại rồi. Vào được không? Cốt đấy. Ê, vào được rồi này. Chắc Ừ. bị lag anh ạ. Tiếp tục thống nhất Trung Hoa. Càng đánh Đăng nhau với Viên chính Thiệu. trạng loạn phín rừng. Đánh sinh nhau phải linh đến khủng mẹ hại chục thằng chư hầu若của战事旷日持久则民众必生祸心因此主公若不及时止息兵戈百姓必将揭竿而起力争太平này mà thằng Lưu Biểu nó cắn trộm nó là toàn Kết thúc lượt. Như biểu mà đánh cắn trộn mà cũng căng đấy. Nên là mày đang đánh với Nghiêm Bạch Hổ yếu. Nghiêm Bạch Hổ như có em mỗi miếng đất là sao nhỉ? dưới đây em đang đánh với Hoàng Tổ với lại Mâu Giám tại vì nó là chư hầu của Viên Thiệu Nghiêm Bạch Hổ chắc cũng không phải đáng không đáng lo lắm đâu. nhưng mà Thế họ thì thì mày không mang đáng quân đánh lo Mâu Giám trước đi. em đánh là Hoàng Tổ trước tại vì Mâu Giám nó cũng yếu lắm Hoàng Tổ thì nó chỉ là cái Thế thế thằng lực nào nó yếu mạnh thì thôi mày đánh luôn đi, mày đánh nó là đằng sau để cho hạ luôn đi qua đất đưa bị mà đánh mâu giám. Quách gia với cả Điển Vi đánh vào hợp phì. Nhưng quan trọng là tao không biết được ở chỗ Cao Bưu này có bao nhiêu quân. Không nhìn được. Cái bưu thì em nhìn được nó cũng một đạo full đấy mà tướng nó nhiều Bây giờ phải dồn quân lên Vĩnh Xuyên xem là thằng thằng Lìn này nó đổ bộ quân ở đâu. chủ công chính quản phân phụ Mẹ hai đạo là này đi nó bán lương thực bán lương thực để kiếm tiền để duy trì chiến tranh
以柔克刚。Lo chỗ Lạc Dương Hoàng Nông quá. Có hai đạo của ấy mà quân anh hiện tại ở đây có 600 chưa hồi, một tin nữa mới hồi. Mẹ chỗ Hà Bắc này Viên Thiệp một nửa, Vưu Ngưu một nửa. Kinh thật. Đấy, như vậy khó là mang quân lên. Như vậy khó đấy. Nhưng mà có phải quân nó yếu. Giống quân thế này, yếu xìu thôi mà. Với lại Nghiêm Bạch Hổ đang đánh nhau với Lưu Do mà. Chắc thằng Nghiêm Bạch Hổ cũng sẽ chết ngay thôi. Có vẻ như bọn nó dồn quân đánh vào chỗ cảng cá ở Lạc Dương. Chắc anh phải để quân lên đấy. Lưu Sủng anh chưa kéo lên à? Chưa. Có Nhan Lương ở trên rồi. Cùng đồ nó kéo nhiều quân thế. Ủa mày quá à, mẹ nó không không vào được cái chỗ cả Lạc Cảng Lạc Dương. Sợ nhất cái chỗ đấy. Tuần sau rút đi anh ạ. Rút về hẹn có quen. Rút. Công đô về Trường An kinh chịu à. À thằng Hồng Tổ nha. Nó kéo quân lên nó đánh Trần quận của em. Tiếp nhận của mình viện trợ ba. Phẫu zơ. Rú ni sở yuan. Viên Thiệu có 8 chư hầu. Cứ trung bình rồi cứ mỗi một đạo chư hầu của nó sẽ rơi vào từ mẹ ba khoảng 3 đạo với một bọn yếu nhất và mẹ 5-6 đạo với bọn mạnh nhất. Cái tổng quân lực của mẹ Viên Thiệu chắc phải 18 lộ chư hầu ấy nhỉ. 18 lộ quân thì đùa đâu. Thảo phạt Lưu Sủng à? À, Công Tôn Toản, Hầu Kiềm Đình, Kỷ Linh qua bên em hết rồi.
悉听尊便，正在行进，开战。正在行进，满怀信念，奋力一战，身心再度融为一体，平定天下。Sau là thằng Hoàng Tổn đánh được cái nông trang ở trong quận của em rồi. Quân của em thì đang ở rất xa. Bọn này củ cung thừa sức ăn. Liên chế phong cung quân ở đây 3.000, không có lý gì không ăn được. Nhằm lương giữ đồng quận. Anh tôi có hơn 5 cánh quân rồi. Càng 6 càng nha. Cái có Triệu Vân để Dĩ Xuyên nữa. Ly gián quần thần viên thượng lũng đoạn viên thiệu củ spa tràn sang mẹ viên thiệu luôn. Tôn Nhân phải rất là cẩn thận vì Tôn Nhân còn một mạng. Tôn Nhân mà chết thì căng. Đâu là hồi lại rồi mà. Chưa. Tôn Nhân một lượt nữa. Nhưng mà lượt này đánh nhau rồi. Nhưng mà hai đạo này thì chơi được.
Tôi nhân mất cái cung rồi. Lúc về có cái cung nhỉ, không để ý nữa. Nó có vẻ định dồn lên chỗ cảng cá Lạc Dương đánh nhau. Màu xanh chứ màu đéo gì, mình có màu xanh mà nó màu đỏ à? Sao thỉnh thoảng mấy cái thằng tặc không đéo đâu nhỉ? Mình có hai gián điệp, một đạo ở đây, một đạo của Tư Mã Phòng, một đạo của ở đây Hứa Du. Chúng ta có tay trong của hai đạo này nên có thể nắm bắt được tình hình quân đội. Quân đội của Viên Thiệu đang có xu hướng dồn về chỗ này Hoàng Nông, còn đại quân Viên Thiệu thì đang tập trung ở Hà Nội Hoài Huyện. Ở đây thì chúng ta cũng đang tập trung ba đạo: Nhan Lương, Lưu Sủng, Triệu Vân đều đang ở đây. Ủa màu giám quân yếu. Tào Trung lo Hoàng Tổ, để biết có lo được không, để Hoàng Tổ đập cho sấp mặt đi. Đây thằng Hoàng Tổ đấy mà. Hoàng Tổ áp sát Nhữ Dương mà. Nhữ Dương khả năng là mất. Hết lượt à? Cái 5 phút rồi còn gì nữa. Ông làm gì ấy? Bây giờ đẹp nhất là đánh với Viên Thiệu một lúc xong rồi hòa. Rồi, ít nhất 4 đảo đánh. Nhưng mà cái vấn đề ở đây mình có lợi thế, mình đánh sông.
Bọn nó phải lên bờ, bọn nó đánh mình. Bọn nó lên bờ đánh với mình thì mình dễ đánh hơn. Chúng ta sẽ mai phục ở chỗ cảng cá đấy, mày cứ thằng nào vào mình chém chết thằng đấy. Bùi tiền với Lạc Nương, Lạc Dương. Nó không lấy lên trên, nó xuống hàng có quan. Kẹn nó. Mấy cái ải đấy mất cũng không vấn đề gì. Cứ giữ được cái cảng cá, cái cảng thương cảng này tiền nó mới ổn định. Mai phục hết, tập trung dồn quân mai phục. Kiếp thằng cung đô nó lại không đánh nhau với mấy thằng này nhỉ. Hàn Phúc. Hàn Phúc mang quân đi cắn trộm mà. Thế thì cho Nhan Lương đi đánh Lưu Sủng với cả Triệu Vân sẽ thủ dọc bờ sông. Cái này ô tô thôi anh, nó cắn chợ mà chịu thôi. Nghĩa Bạch Hổ tuyên chiến với Ngô Công Quốc ở thế rồi. Ôi, Lưu Biểu tuyên chiến với Viên Thiệu. Hai 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 hai. Ồ, Đại Kiều là mật thám à? Đại Kiều là mật thám em ạ. Anh mất Đại Kiều rồi. Đại Kiều à, nó về rồi. Nó là mật thám. Chó chết thật. Là đạo, tức là Đại Kiều. Đại Kiều cũng chưa phong cái gì, mình cũng lột mẹ đồ của Đại Kiều. Chuẩn bị hành động. Bảo trì nguyên hình. Thảo bình loạn giặc, trừng trị tứ hải. Nguyên đế hậu mệnh. 正在行进，我们要结束乱世，不惜代价。 Đồng Châu xạ Thanh Sĩ kỳ lính. Đồng Châu vệ quân à, thằng tuyển Đồng Châu quân này. Lưu Trương. Cù cung. Giết. Tập kích đêm. Đánh tay rồi. Mấy trận này phải đánh tay hết. Chiến trận ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà Lưu Biểu tuyên chiến rồi thì là ngon đấy. Lưu Biểu như đang liên quân với thằng nào ấy, nó đang ở một liên quân khác. Nghiêm Bạch Hổ. Nghiêm Bạch Hổ. Thế nên là Nghiêm Bạch Hổ tuyên chiến với Ngô Công Quốc, cái là thằng Lưu Biểu tuyên chiến, thế cũng tốt. Như vậy là nó sẽ kìm hãm phương Nam cho mình.
Tôn Nhân level 3 thì ta chưa để được ngựa xịn. Cái bọn trường thương chiến sĩ này nó có cái đội hình gì mà trừ 100% tỷ lệ đỡ đòn xạ kích này. Cái này mà bị tên bắn vào coi như là toàn. Nhưng mà chỉ thế mới để ở phía sau lưng để chống kỵ thôi. Nó chống kỵ thì vậy đấy. Nhưng mà đại như bọn này không có kỵ. À bọn này có. Kỵ của nó cũng là kỵ tay lương ấy nha. Ơ cái này không phải bắn tên à? Cái máy bắn đá nên ném một cái trúng quân mình luôn anh ạ. Đây thật bớt thật. Chuẩn bị 就绪.
准备就绪。 thất bại chưa? Rồi đô được cái Hawaii thôi, nó được một cái búp vớ vẩn, còn đâu trả được cái tác dụng mẹ này. Chết cầm nặng mà đi. Bóp cổ. Đại nghĩa giáng lâm, mọ cảm bất thông. Giết, không nên tái tiêu hao vật tư khai nhát họ. Giết, cho họ chết đỡ thể diện một chút. Chỉ tuân mệnh lệnh. Vì là thiên hạ. Có quân của Hàn Quốc quan tiếp ứng. Ô tô đi. Xong. Ba phần trăm. Dùng đồ rộng yếu. Mai phục ở đây. Có Hàn Quốc quan tiếp ứng. Vũ quan chắc khó giữ. 心有所欲，因而导之。我军所向披靡，准备伏击。正在行进。我不在的时候，到底怎么了？ 挺贤，得如此甚善，真令人愉悦。打听了一点。
若不再说谎，我等是有的谈。Viên Thiệu không chịu đầu hoa, không chịu hòa bình. Lưu Biểu đang hòa bình, đang liên minh với Trịnh Hiến với cả Nghi Bạch Hổ. Tốt, thiện cảm của mình với Lưu Biểu vẫn đang tăng. Rồi, còn lại. Team của thằng cù cung VIP à. Skin của thằng hứa thằng gì nhỉ? Lý Thôi thằng là già hù này là phải đứng gần à, đứng trong lính à? Thì dùng à? Cù cung thì bút máu biết rồi. Thế là cái này là bút máu AOE hay bút máu một mục tiêu? Bút máu trong mình thằng cù cung nữa. Không, ở đây skin nó không ghi được phạm vi sử dụng. Không ghi phạm vi sử dụng thì nhiều khả năng là chỉ dùng cho một mình nó. Chào Ngọc Thành. Kiến qua sơn chi vĩ ngự, cải chi nhân chi miao xiao. Cái kia này có điều thuyền là đứng im một chỗ thì sẽ có kích hoạt cái búp đó là trừ né tránh và trừ hộ giáp. Kinh nhỉ. Thế cho đứng ở cái chỗ bọn bộ binh đứng đấy. Thôi mà phán rộng phụ dụ đầy ý chú trí đi à. Ngày đứng im thì nó sẽ có kháng lắm ở trong sát thương rồi. Ồ, thực về rồi, 35 thực mà mình vẫn còn dương 1.500. Tiếp tục phải bán thực thêm để lấy tiền duy trì cuộc chiến này. Hiện tại lực của tôi chỉ duy trì được 6 đạo thôi. Không hơn được. Anh cho em vay 5 thật đi anh. Được. Đang ăn thật. Không được. Tại vì em đang có cái hiệp định cho anh 2 thật. Ừ. Đành thôi vậy. Thực ra âm thực thì chưa phải vấn đề đâu, bởi vì âm thực trò này nó có cái thể loại là quân lương dự trữ trong các đạo với các thành. Khi nào hết cái đấy thì nó mới bị âm, nó mới bị búp để búp cơ. Như thành Lạc Dương thì dự trữ lương thực 50/65 này. Nên dù cho bây giờ bị âm lương thực thì nó vẫn cái thanh này nó vẫn đủ lương thực cho khoảng 1-2 tấn, 2-3 tấn gì đấy. Thoải mái. Thuần Vu Quỳnh, Viên Thiệu. Tôi tin rằng xế bất sinh chứng. Chó ăn phức này cắn trộm mà. Rồi mang quân lên đánh Triều Ca. Lưu Sủng đánh Hoài Huyện, Lưu Trường, Hậu Thuẫn, Lưu Trường bảo vệ Lạc Dương.
Ở dưới thằng Lưu Biểu đánh nhau với Đông Ngô thì mình cũng bớt lo đi phần nào. Đấy, Nhiệm Bạch Hổ bắt đầu mang quân lên đấy. Sẽ bán cái vùng Tân Đô cho Lô Do. Em sẽ không giữ được ở dưới. Rồi à? Bởi vì anh đang hồi ngựa, nó không đuổi đâu. Chắc hai bạn ở dưới là em không giữ được anh ạ. À, tại vì quân nó đang ở trên hết rồi. Nên sẽ em bán lại cho thằng Lưu Do để kiếm tiếp xe. Rồi, Viên Thiệu, đừng đấy thì mày sẽ chết. Triệu Vân xuất kích. Bây giờ dụ cho quân của Viên Thiệu 18 lộ quân Viên Thiệu mẹ đánh vào Lạc Dương chỗ cảng. Quân của Lưu Sủng, Ngô, Nhan Lương, Ngô Công, Ngô Phu Nhân có Gia Cát Lượng anh ạ. Bị vây à? Tập kích đêm. Không cần quân tiếp viện trong này làm gì. Đánh tay em ạ. Cho chắc. Đại quân mẹ bên kia Hoàng Hà đông lắm. Đồng Mân lại mang quân đánh Vũ Quan của anh. Anh không có quân ở đấy. Nhưng cũng khó. Nó đánh Vũ Quan thì nó vẫn phải đi qua cái chỗ cảng cá. Nên mình không cần thiết mình phải giữ cái chỗ Vũ Quan đấy. Mấy cái cửa ải này thì mình phải giữ để mình bảo vệ thiên tử, nó bảo vệ kinh đô. Giờ tập trung giữ Lạc Dương và Hàm Cốc Quan rồi thôi.军正在遭受攻击，
准备就绪。注意！听命！快快快！跑起来！速速前进！武功này là skin búp máu mục tiêu đúng không? Mục tiêu là mình nói thôi. Cái skin này chỉ có chống vào cũng mình nói. Bắn súng bất chui. Nhanh, nhanh, nhanh! Tôi sẽ大胆，竟敢对我口出狂言！准备好了，杀光敌军，杀呀！停住！敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈！射杀敌军！时机已至，杀！尽情厮杀！敌将受手，真是毫无骨气。Đội hình vòng tròn này em chơi em ít khi dùng lắm nha. Vòng tròn là hay phết. Rồi em. Thắng lợi ngay trước mắt. Thiên giả không lưu. Hoàn cảnh không chui, vũ khí dũng khí. Tiến quân. Chuẩn bị cứu viện. Gia tốc tốc độ. Tiến quân. Tiến quân. Tiến quân. Tiến quân. Tiến时机已至，在，快快快，准备开战，诛灭敌军。进行厮杀！冲啊！
就这样。嗯，我们保着美娘了。我们保着，拜拜了。注意，敌军仓皇逃窜，一群懦夫。Hình phân tán này thấy chả được gì mà sao bọn AA nó dùng hoài nha. Nó dùng để nó chống tên ấy. Phân tán ra thì tên nó bắn vào nó sẽ đỡ chết hơn. Em thấy bắn vẫn chết như thường rồi nè. Chả hiểu cái làm cái đội hình này làm cái gì. Cái búp của Gung phải búp cho mục tiêu, búp cho mình đó đấy. Cũng được. Đánh trận khó chết hơn. Châu có cái skill của thằng giả hủi, đéo hiểu lắm. Đánh lén. Dùm chả thấy có tác dụng gì à? Gung ở đây giết hết. Vũ quan này chắc là mất thôi. Bọn nó đánh được vũ quan thì đi vào trong mà nó rất là xa mình. Cái gì nó sẽ có xu hướng đánh vào chỗ Lạc Dương này. Mình đi tiếp thì nó sẽ vào đất của Lưu Biểu. Nguyễn Thuật sẽ mang quân lên trên. Mang quân vào cảng cá, chung là dồn hết vào đấy. Rồi con nhị chó này thì cắn trộm mẹ mà nhạc an của mình. Giả hủ được một cái nhạy cảm tốt. Ồ, công tôn toàn viên thượng mình vừa ly gián phát không cái là đi luôn, thế là xui sang bên mình. Thằng viên thượng này chắc chắn nhiều khả năng là nó sẽ không phải nội gián này. Công tôn toàn thì chưa biết được, nhưng mà tầm này cứ có tướng ủi công tôn toàn đi chỗ khác bị lột vé đồ. Ông công tôn toàn nó qua em lột đồ nó nè. Xong em đuổi đi, 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 à? Đi. À, không giữ được nó, tại vì hết chỗ trống rồi. Tại em giữ Kỷ Linh với lại thằng ấy rồi. Đuổi nó đi, lột hết đồ đuổi đi. Được cây cung với lại cây kích của nó xịn phết cho Kỷ Linh xài. Nên nó không phải là nội gián đâu anh. Nó không có nơi dung thân đấy. Về đây phòng chức cho cái này lại nha. Cái cây kích của thằng công tôn toản á lại ai xài cũng được ấy. Ừ, có gì đâu, tưởng là nó phải có một nguyên cái bộ của nó ấy. Cái búp mà chống khao khát như đây. Nó trừ khao khát, tham vọng đi.
Con gái của Trương Phi nó ở bên Lưu Biểu nè anh. Ừ. Cái Trương gì đấy? Chạy. Trương Kim Thái. Không hiểu sao Gia Cát Lượng lại xuống chỗ Tôn Nhân à. Ngọa Long Tiên Sinh 27 tuổi.上兵伐谋，其次伐交，其次伐兵。如此小小举动。 Bán thực cho cả Lưu Biểu với Ngô Công Quốc. Rú tử sân sân.此良言定是经过深思熟虑。对，问论点了多少？正直不屈，回归原状，出发。稍事休息，众将且于堂前谈笑欢饮。拿出你的本事。 此乃为和平而战。 Tiếp tục ở nút. Tập kích đêm. Đéo nhau. Bắt đầu chiến đấu. Tay em. Triệu Vân level 9. Chẳng lẽ lại không làm gì được mẹ Viên Thiệu. Viên Thiệu nó chỉ có hai tướng thôi. Còn lại bên kia là Hiểu Ý. Thuần Vũ Quỳnh level 8 nó cũng tởm đấy. Thuần Vũ Quỳnh để cho Lục Chính bắn chết thì đẹp.
能令人发笑，尽管鼓动如簧之舌，你仍难逃一死。为了大业，这就分索罗为云天。准备好了，鼓起勇气，một chém của nó đau phết anh ạ. Đau chứ, tướng đỏ chọc đau lắm. Rẹt luôn hết. Ngươi căn bản vô lực chi bại ta. Cố chỉ cho ngươi sống đến hiện tại đi.赶上！专注战斗，莫要多费口舌。敌方部队四散逃窜。
con nọ bên nó bắn xa phết rồi nè. Đó, nọ nào chả bắn xa. Nó bắn vào lính của anh rồi. Cái hình tròn này chống tên 80% rồi mà. Nhơn. Triệu Vân level 9 thì cầm cái đéo gì cũng kinh thôi. Đây còn Lưu Trương còn chỉ đứng sau búp chống tên thôi nhé. Lưu Trương còn chưa ra chém. Lưu Trương level 10. À nó level 8-10 rồi đấy. Lục Chính bắn 5 lượt tên thì mẹ thằng Viên Thiệu gần chết. Ở đâu bắn 5 lượt tên là chết luôn nhé. Chết. Phát cuối bắn nó là chết luôn rồi. Lệnh hành chỉnh chỉ, phương hữu tử sinh. Sáu phần trăm hồi quân. Không có thiệt đâu. Bạn có thể đi.下之于地，上参于天。他们受的苦也够多了，廉洁奉公，忍受苦难，正在行进。 吕奉先来也，准备伏击。 Quan đang quay. Vũ quan mất thì chịu thôi. Thừa cơ tràn lên đánh Hoài Huyện. Đạo này bắt lẻ được thằng Hàn Phúc cái là cũng băng sông đánh lên. Này auto quen này. Ừ. Bọn này vừa đánh nhau với ai đúng không? Đánh Lưu Bị hay sao ấy.
hình như chỗ đan ngô ngô quận này của thằng Nghi Bạch Hổ như không có quân đâu. Anh thấy bốn đạo nó lên trên này rồi, anh nghĩ ở nhà hết quân rồi. Mày vòng ra mày cắn trộm được nó là đẹp. Giờ đang thiếu binh lực đánh nhau với hòn tổ mà. Đánh đâu được như đó. Ngựa vàng ngựa đỏ đương nhiên là khác nhau. Ngựa vàng là ngựa kiếm khiên, ngựa đỏ là ngựa giáo, ngựa xung kích. Ngựa đỏ thì xung kích sẽ tốt hơn, còn ngựa vàng thì đánh trận tức là hút vào xong rồi chém giết ở đấy sẽ giết được nhiều người hơn là kỵ giáo. Nhưng mà kỵ giáo một đòn xung kích của nó thì có thể, nếu mà xung kích tốt thì có thể bay luôn nguyên một mảng. Nói chung cũng như nhau thôi. Thằng anh cung đô rồi giới thiệu ảo hết game. Ở dưới nó còn ngô, còn ngô còn biểu, chưa kể sĩ nhiếp ở dưới nhưng cũng thấy cũng mạnh lắm. Mấy thằng Nam An chưa đụng tiến bao giờ. Level 10 triệu vân để up nốt cái này là xong. Trịnh Giang bên này. Công Tuân Toàn làm nhiệm vụ hồi 10% quân. Nhưng quân ở đây hồi rất là nhanh. Lưu bố sắp level 9. Lưu bố level 9 up phát này. Hoặc là up cái này. Rồi up cái này. Tăng tiếp tục né tránh lên. Trận doanh Tây Lương thiết kỵ đạo lưỡi bố tinh nhuệ lắm. Vu Cấm, Vu Cấm cũng là một tướng này. Lão Luyện
心有所欲，隐而挡之。Đó, kỵ binh tay lương làm gì có khá mệt mỏi. Nhầm mà. Kỵ binh của thằng Mã Siêu nó khá mệt mỏi, khương tập. Sở trường của kỵ binh tay lương đó là xung kích. Xung kích cực mạnh, lập đội hình tam giác xung kích. Mạnh lắm. Lục chính mắt đỏ thì kệ thôi. Mong muốn chức vị cao mà. Bây giờ phải lên vua. Cái này tôi thấy nó cũng không hiệu quả lắm. Có khi cái bỏ này ra dùng mấy cái giảm phí duy trì này khi còn ngon hơn. Vì chi bì cho trường thương binh kiếm trường thương binh mình dùng nhiều trừ 10% mà mình tiết kiệm được khá tiền đấy, chắc phải được 600-700 nữa. Sắp bây giờ đấy em ạ. Em biết. Đang xem mấy cái ngoại gia một tí mà. Em như em bắt được cái thằng Hòn Hòn Cân Loạn Quân là thành chư hầu anh ạ. À. Thằng đấy thì chẳng có tác dụng gì. Nhưng mà em nghĩ bắt được nó được cống nạp cho mình tí tiền anh ạ. Cũng có thể, nhưng mà vấn đề là nó bị đánh thì mày cũng phải bị hướng theo. Nhưng mà xung quanh của đó thì xung quanh của đó thì có thằng Ngô. Kiểu được tên nào hay tên đấy. Nếu bị đánh thì em quăng nó ra. Cần đối. Cái này làm được tí tiền nữa nè. Còn bao nhiêu giây đấy anh? Mày bấm ngoài ra thì thời gian nó sẽ dừng lại. Để em ấy nó tí tiền. Cái này nó chỉ chạy khi mà ở giao diện bình thường, giao diện campaign thôi. Rồi lại cái thương cho công toàn đi đòi đéo này. Tùy duyên anh em. Bạo cú cung mà tôi đang không biết là có nên đánh lên kỳ quan không. Kìa. Cái gì? Con mẹ. Thoát ra lại anh ơi. Cái này là nó bắt em làm chưa hậu. Ôi giời ơi. Không đọc kỹ à em. Thoát đi, thoát đi. Thoát rồi. Đọc cái này cái bản dịch ấy, nó lộn xộn với cái chưa hậu á, nó làm lộn xộn. Mày nhìn cái hình thôi chứ mày không cần phải đọc. Cái hình nào mà là cái icon quỳ xuống ấy thì mày là chưa hậu của nó, còn cái icon nào có cái bàn tay chỉ xuống ấy thì là mày bắt nó làm chưa hậu. Thế thôi, cần đéo phải đọc. Chả để với cái đó, thường thường em coi là em đọc không à. ai làm cái chư hầu của thằng Hận Cân Lộng Quân đó. Mày, cái tính ra nó cũng hơi kỳ. Mày cái thằng đó nó yếu nhất mà bắt em làm chư hầu cũng được. Đấy là option mày đồng ý thôi chứ. Mà
mà tuổi trẻ tấm chiếu chưa xả trả sự đời à. Chấp nhận là mẹ chư hầu của bọn nông dân nổi loạn rồi. Thoát ra thì chắc là tên của anh qua lượt. Đúng vậy. Tô đen. Không biết là Lưu Sủng và Lưu Trương hai đoạn này có nên đánh lên Hoài Huyện không nhỉ? Chỗ này không có quân, quân nó bây giờ đánh ở đây. 1, 2, 3, 4, 4 đạo nó đang ở đây. Cho nó chiếm vũ quan. Nó chiếm vũ quan thì quân nó sẽ tràn xuống dưới. Đạo của Cú Cung chắc lui về Lạc Dương. Toàn hảo hán này. Bọn này không có đội hình, tí mình mới chỉnh lại. Chỉnh xung kích. Tạo vu cấm thì tí phải chỉnh lại. Phải lấy Thanh Long quân trước nhỉ. Lĩnh giao của ta lực. Thanh Long quân nâng quân đội lên. Nhan Lương diệt xong Hàn Phúc thì sẽ chui qua đánh Triều Ca. Lưu Sủng và Lưu Trương đánh Hoài Huyện, rồi đánh lên Ngụy, đánh lên Cung Thành. Đại quân của nó đang ở đây, bốn đạo, nhưng mà chỗ này của nó tôi nghĩ chắc cũng vẫn còn quân.
áp sát mẹ mày, thủ phủ của Viên Thiệu. Đằng sau có Quách Gia với Điển Vi, nên Dĩnh Xuyên, Hứa Sương tạm thời chưa phải lo. Pháp Chính, Đồng Mân Cung Đô, còn mẹ chó chết thật. Một khi Vũ Quan mất thì chúng nó sẽ tràn dưới. Nên Tân Sao phải cho Cù Cung về Hoàng Đông chống đỡ. Ba đạo tình nguyện nhất của mình đang ở mặt trận này rồi. Chi bù khở sư, sư bù dài lại. Nghiêm Bạch Hổ. Nhưng mà lắm quần phết ấy, nhưng mà phục kích thành công. Chết còn lại. Không nên đi anh ơi. Auto không nên đánh tay. Mất. À không nên auto. Máu. Kể cả thương vong thấp này thì tướng mất nhiều máu lắm. Chỗ này nguy hiểm lắm. Anh mà lủng chỗ này cái là mẹ quần nó ào vào ngay. Tràn vào. Chỗ này như kiểu nút thắt ấy, nút chỗ chốt chặn ấy. Vàng vào như nước sông ấy. Nó vào là nó tẽ ra rất nhiều đường. Hết cung đô nó tràn vào này, 18 lộ chư hầu của Viên Thiệu nó tràn vào. Tràn vào mẹ đường này mà là Lạc Dương đều đỡ được. Sống chết là thủ được cái chỗ này. Tuyệt đối không cho bọn nó vào Lạc Dương. Đánh đi em đi vệ sinh đây. Chưa đánh hả anh? Đấy, đấy. Có Lữ Bố ta đây. Lữ Phụng Thiên. Kể lên. Tôi thấy 你神气涣散, 不堪一击.
速，敌人察觉到我军了。线条不留，顽强不屈。准备开战，杀呀！也很厉害。我军伏兵已暴露，杀呀！杀光敌军，杀！不要留情，冲啊！做好准备，挺住！时机已至，你身手羸弱，让人叹为观止。哦，你刚才说了什么？勇气，杀！准备好了，起兵准备。敌军四散而逃，到底是无胆鼠辈。鼓起勇气，进攻，诛灭敌军。做好准备。Điều thuyền bút máu nữa. Đéo mất máu luôn. Như bố đứng cạnh điều thuyền đéo mất máu. Cứ hơi tí là hồi 30 máu và máu 1. Rồi mã siêu vào rồi. Rồi mà chết đi còn gì nữa. Đéo mất máu nổ luôn. Đéo mất máu luôn bố. Nó lái thật. Đéo mất một tí máu vào luôn. Bố mà đi đánh nhau với điều thuyền là chắc chắn là không bị mất máu rồi. Bố đéo mất máu, cứ hết lại hồi, hết lại hồi. Thiền là tăng 100% sức mạnh. Đeo con máu luôn, vãi đái thật. Bố cứ mẹ cứ làm một tí máu nào nó hồi luôn. Bố điều thuyền này đúng là trời sinh một cặp. Điều thuyền này chỉ cần đứng ở đằng sau rồi, đứng bố thế quẩy.
không mất một giọt máu nào. Đùa tướng để cho vu cấm ra. Chém. Chém. 职责所在。 bố ta đây. Viên thiệu để ngay mẹ cạnh đạo của lữ bố. Thì mày xác con mẹ mày định đi cái gì nữa. Đồng nhé. Mẹ chỗ mẹ Vũ Quan. Đồng Mân với cả mẹ cung đô mẹ nó ao ao vậy như mẹ như quân nguyên này. Mẹ nhúc hả? Thằng hết phất cắn chợm nha. Cái gì? Chó phức này. Tốt. Thế là thằng Cao Bưu Trương Mân là diệt vong rồi đấy. Hay là Vương Lãng mang đại quân lên à? Hạo Đôn xử nó cho anh, mai phục nó ở đấy. Thằng nào? Thằng Vương Lãng. Hay à? Cô Vương Lãng ở đâu đấy? Từ Mã Phòng trở về. Mô dám bị diệt. Ok, tuần sau là có các thương nhân tới ghé thăm. Chắc chắn nó buôn bán ngựa rồi. Nhiều cái ngựa và voi. Ừ. Oh. Tạm thời giao dịch giao thương với Lưu Bị. Bạn hữu. Giao thương với Lưu Bị một tí. Sao em xác đất với Lưu Bị mà thằng là em không giao thương được với nó nha. À biết được. Đa谢. Nếu như không nói dối, tôi còn có thể nói chuyện với anh. Tôi nghĩ siêu truy sát đi. Cái đồng rũ thử. Giết không tha. Một vạn quân truy sát Nguyên Điệu. Loạn quân. Mà nó có hòa bình thì từ từ hòa bình nha, để em chiếm lại cái trần quận cái. Chưa, nó một âm 100 mấy rồi mà. Ừ. Anh có thể giết được Nguyên Điệu rồi, mà thôi giết làm đéo gì. Em nó. Dạ, yeah, nó chém nó chết đi anh ạ. Tướng có át này, chém tiếc lắm. Thôi thả đi. Đâu phong là bà. Tướng có át này, chém mới được cái đeo rồi. Thôi quẩn hồi chứ bà. Sơn lĩnh, vạn cụ trang chuẩn. Vô chuyên, sổ xiang phí mì. Yuen đi hậu mì. Yuen đi hậu mì. Lý cầu thượng trị, công minh trấn thiên. Ý y đại lão, kinh hậu địch quân. Quay đạo nguyên trượng.
请教我的力量，追寻荣耀，拿起武器，消灭敌军，为天下黎民。太平盛世，必有回归之日。奋力一战！又够了完，把刀去留恋。刘松thể hiện khả năng mẹ thiện xạ. Nó chỉ có một thằng tướng xanh, còn lại là hai thằng tướng kia không đáng ngại. Phong trào chỉ, trận chi ý chí. Chú vị, ý chí đoạt được thắng lợi bá.世界赐予生命，也带来死亡。这，听命，挺住！准备开战，准备就绪。顽强不屈，伺机一阵，不活草贼，准备就绪，藏毛病，准备就绪，准备开战，抓紧。尔等可敢一战？你这匹夫要打便打，少说废话。Tháp canh ở thành cấp cao bắn khó cháy hơn hẳn. Chuẩn bị được chưa? Không được không vào.Chặn đường này à, tốt nó không chặn đường ở đây. Hoa quân 已摧毁敌军哨楼.
mày nó đứng trong này khó bắn nhỉ.我军已摧毁敌军哨楼，给我射！准备就绪，跑起来，加快脚步，加快速度，抓紧，给我射！陈俊猛士。chết luôn rồi. Quay射击. Bắn cái này không? Bắn vòng lên bắn được. Vô quá như thế. Khổng khẩu đại hoa, sầu sang liao liao. Dừng chú. Vạn kiếm chi phá. Hơi trâu. Châu, 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 châu đấy.蛇，准备就绪，加速前进，速速前进，拦翻他们，好准备，快速前进。Bắn chung vách tường anh ạ. Nó đi chuyển. Q đứng yên 5 giây. Văng game anh ạ. Mày văng game à? À, em văng game. Vai gì? Rat. Rat, rat. Địch.
Nóng may quá. Ờ không, nó bị crash đó nè. Thỉnh thoảng nó bị thế. Anh ơi. Chơi mod thì thỉnh thoảng chịu à. Hết rồi đấy. Mẹ cái đô thành của nó chơi, cái cao thật hả? Kiểu mà mình chơi mod mà mình chơi một mình đây là nó sẽ ít bị hơn rồi. Nó vẫn cũng có crash mà.贼兵寇城，我军据城而守，恐非长久之计。若敌军不强攻城墙，必会截水断粮，逼我军出城迎战。主公应派出大军驱逐贼寇，否则我等将人城俱亡。 Mình có bị đánh trận nào đây không nhỉ? Thế lượt mày qua lượt đấy. Mày qua lượt hình như anh phải đánh lại cái trận con này thôi, auto vậy. Tuyệt bộ thang chú hình sự. Lĩnh giao vô đất lý lượng. Đánh vào thành Hoài huyện này hức căng. Đánh mẹ và chỉ huyện này, thượng đảng. Chiếm cái huyện nó dễ hơn. Có thấy quân cô Vương Lãng đi đâu không? Đó, quân Vương Lãng này. Quân Vương Lãng ở chỗ Giang Đô Quảng Lăng này, nhưng mà mặt biển cơ. Mặt bừng biển hay mặt đường sông. Để em phục kích nó ở đây. Ừ.
trước khi về tiếp tục ly gián quân thần nào. Không có thằng nào ly gián. Toàn tướng Clon. Làm tướng đi. Con mẹ đến nhà giàu khác.相信其他人，心有所欲，隐而导之。对。我军如有天助，气焰大盛。这样我们就摆脱这些，快滚回去吧。怎么呢？森林万古长存，该当如此。召集众人共议军政，讨平乱贼，澄清四海，发动农民，冲啊！以逸待劳，静候敌军。quyết giữ thành bằng được。欢迎，朋友。你我所见略同。保持阵型，我的传承必将归于荣耀。正在行进，拿起武器，为天下黎民怒吼吧！我相信邪不胜正，保持警惕，杀呀！Hồi nãy để mình lưu sụp đánh trận này kéo theo Lưu Chương nữa. Tổng công quốc.Chắc đánh tay, ta sợ mày lại crash phát nữa thì ăn loèn. Chắc đánh tay của tùy đạo của Tống Công Quốc hơi xa. Bắt đầu chiến đấu. Mày điều quân của Lưu Trương nha. Ok anh ơi.我们唯有取胜，才能还天下一个太平。人如草木，有荣必有枯。必须加快速度，以免冻僵于此地。别浪费时间了，拖延时间。哎呀，麦迪维龙连。
援兵抵达战场。射击！听命！准备开战！隐阵！快跑！挺住！Lục Chính cũng có tên đấy. Đây đưa làm bắn này. Quân quân đã phá hủy thành trì, tiến vào thành. Thời cơ đã đến. Lão Chuẩn. Bắn lửa bắn hết mấy cái tháp canh của nó. Má nó chạy. Quân bộ không rằng. Thiên Minh, ngươi làm được còn chưa đủ tốt. Đủ rồi. Để tôi射. Chú ý. Chuẩn bị khai trận. Trang hào kiếm. Vạn kiếm chi phát. Nhanh lên. Thần kỵ mãnh sư.万箭齐发，快！准备就绪，快点！跑步前进，挺住！我军已攻破城墙，杀进城去！加快速度，加快步伐！万箭齐发，顽强不屈！你做的还不够好，你这匹夫要打便打，少说废话，快跑！别打！时机已到，把马上留给他干啊！加快步伐，整治敌军，加快速度，你俩把那个中了他不？做好准备。让他们见识你的力量，吾友。在吾面前，尔等应有自知之明。抓紧，射翻敌军！只管放箭，砍翻他们！准备放箭，赶快！准备开战！Lục Chính khéo đấy. Điều Lục Chính lại đi.
放弃！赶快赶快！向前进军，寸步不让！放！顽强不屈！快快快！进军，跑起来！注意，速速前进！快跑！跑起来！士兵的矢石已耗尽，无法继续攻击。快快快！向我军将领发起动向，速速前进，赶快赶快，时机已至，是，速速前进，加快脚步，好，鼓起勇气，挺住，冲啊，不要留情，加速前进，赶快赶快，蛇骨断筋，叫文武跟他争呢。Cung đâu để cung bắn đi, cung bắn vào tên và cung của nó, đừng để cung nó bắn mình. Có nè bắn đây. Còn đeo đâu thấy mẹ xanh lét này. Nó đứng gần vào mà đánh. Bắn cái thằng nỏ gần cái kìa. Kìa, đạo cung kìa. Chuẩn bị chủ sư. Sơn lý 就在眼前. Giao khởi sô đồ. Sô đồ tiến Chuẩn bị chủ sư. Quân chí. Ha! Đi chàng yi bị 我军斩了. Oh, chân sự thay khởi xí là.Cho quân vào đi em. Quân kiếm vào đi. Cung đi cứ nhích lên mà bắn nó. Đứng thế không cung nỏ nó không tới tầm. Ra đánh cùng hộ Lạc Tuấn này.
清四杀，快上！哈，敌军士兵正在溃逃，杀光敌军！顽强不屈，挺住！哎呀！前进，杀呀！我方士兵仓皇逃命，鼓起勇气，听命，跑起来，顽强不屈。溃逃！停住！时机已至。好。加快脚步。进军。大义将临，莫敢不从。前面，让他们死得体面一些，不能再耗费物资看押他们了。枝芽新生，茁壮成长。Này chẳng cần chiến công 25%, Lạc Tuấn bây giờ là mãnh tướng, càng mãnh tướng hơn.陆景比特啊，太平盛世必有回归之日。bên em ổn ok, bên trung nó bị ổn anh em.Lạc Dương sao bị trừ này, quân địch.进军！此乃为和平而战。奸贼，我无话可说。đánh liên minh này Dương Chín âm nhạc hai太平盛世必有回归之日。đánh lên Ngụy Quận, đánh lên Triều Ca, đánh lên Nghiệp.
không vướng thằng Hàn Phúc này thì có thêm đại nhân lương nữa. Mẹ chó Hàn Phúc trộm. Cái thằng Hàn Phúc này nó chỉ đổ bộ được ở đây thôi, chứ nó hình như nó không được đổ bộ ở chỗ này. À, vẫn đổ bộ được, chỗ này vẫn đổ bộ được. Chỗ này hình như là không, chỗ này vách đá. Chỗ này được à? Tuấn Úc Trịnh Giang và mãnh tướng về hết phe thằng Hàn Phúc giả rách này. Đặt một chân lên Hà Bắc. Quân của Tào Trung đang áp sát Nhữ Dương rồi. Hậu phương của chúng ta tạm thời không đáng lo. Sơ sơ mình đã 11 lộ quân mẹ đang tiến đánh chỗ này. 3 đạo chống mẹ 11 đạo. Cứ lý thuyết là mẹ chia địa trị thôi. Cái đang như thế. Tôi một chốt chặn này. Ra lệnh cho Mã Siêu với cả Lữ Bố là trì thủ không công, tuyệt đối không lên. Giữ chặt chỗ đấy. Để cho Lưu Sủng với Lưu Trường mang quân đi. Cho các sèn cho em xin 3.000 đi. Ờ. Em đang đẻ thêm nửa đạo nữa. Cũng nhau thêm nhiều. Hãy là mạo y chuẩn tiền khoai. Dù xa xin rắn chế sâu. Thank you. Cái này là em cho anh rồi. Cái này em cho anh rồi. Cho ấy mà thằng em suốt ngày nhầm à? Ai nhầm. Giờ là 6.000 nhé. Nãy là em đề nghị, cái này yêu cầu. Quên. Tại thế cơ sở trên hợp tác, chân lý. Đang đẻ một đạo kỹ linh ở dưới Hồi Nam. Phan Minh Thiệu rồi. Đạo này cứ Triệu Vân với cả Lạc Tuấn đầy máu đánh hết. Một tin nữa là em sẽ có Ngọc Long Quân. Ngọc Long Quân em ngon. Thiết kỵ hạng nặng. Bọn đấy đẹp phết đấy. Anh ấy chắc lấy Thanh Long Quân trước. Long à, bọn cầm đao à? Bọn cầm đao.
kỵ thì nói chung là có Lữ Bố với cả Mã Siêu rồi, không cần lắm. Tây Lương Thiết Kỵ đủ để mẹ đỡ chỗ bọn này. Lấy Thanh Long Quân lấy thêm bộ binh. Chủ yếu em lấy cái đó là em lấy thêm cái chai trừ 10% phí duy trì cánh quân ấy. Đỡ được tí tiền nữa nè. Ơ Lữ Bố đâu rồi? Nè Lữ Bố này. Sao đây có một đạo? À đánh đêm. Không, đây không phải đánh đêm, đây hai đạo. Có Lữ Bố anh đâu? Lữ Bố anh ở trong thành Lạc Dương này. Có sợ trong thành Lạc Dương? À đừng đâu. Lạc Dương Hành Nông này, chỗ cái farm á. Thương cảng ấy. Chỗ đó luôn em. Sao đánh ở đây lại có một đạo nhỉ? Nó không tiếp viện được à? Không. Ờ, kỳ nhỉ. Chả biết anh ạ. Kỳ vậy trời. Một tay đi. Ơ à, cái đạo Lữ Bố là rõ ràng là sát bên luôn mà. Ừ. Không tiếp viện được. What? Mẹ máy nó chơi anh rồi. Không 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 phải. Một thằng vây Lữ Bố ở trong thương cảng, còn một thằng đánh ngoài, thành ra Lữ Bố không tiếp viện được. Nhưng hai thằng này tiếp viện được với nhau. Ngu rồi, biết thế để cho Lữ Bố ra đứng ngoài. Tiếp viện đằng sau này đáng ngại nhiều nhất là nó có nhiều tướng thôi, lính chứ nó thì không sao. Lần này mà tuân du của anh mà bị bọn đỏ nó chém một phát là coi như bay màu của anh hả? Còn tuân du một mạng à? Tuân du một mạng này nó hết máu này. À tuân du có phải tướng đánh đâu, nó tướng ấy không? Cố gắng Mã Siêu và Hoa Lan Lệ vậy. Em thấy cái thương cản nơi sát bên này. Anh Lữ Bố vẫn nghĩ là đội kia nó vẫn vây cái thương cản nên không dám ra tiếp viện. Quên mất, đáng lẽ mình nên để cho Lữ Bố mai phục, cả hai đạo cùng mai phục. Tôi sai lầm đó. Không biết có trả giá không. Bút của Tuân Du đứng đây, bút vào hết này. Khí khí. Thôi mẹ, quân của nó là quân Hà Bắc anh ạ. Cho nó thì chắc chắn nó chìm rồi. Hà Bắc về quân này. Căng nha. Để quan trọng. Xem kỵ nó đường. Kỵ nó bên trên trái này. Từ đua này. Từ đua không được đua. Có mấy đội hung nô kỵ binh, hung nô thiết kỵ. Còn này sĩ khí nó cao quá nè. Còn 78 này, 70 này, sĩ khí cao đó nha.
bọn Lê Dương tự sĩ bộ binh nè, bọn này nó cho dù là nó giáp giáp nhẹ mà nó né cao, né hẳn 60. Thấy quân nó toàn khung vàng anh ạ. Ghê thế à. Thật ra lính thì không sợ lắm, chỉ sợ ngựa, à chỉ sợ tướng đó. Ngại tướng. Thằng level 9 rồi. Thằng Viên Hy level 9. Khu Mao phải level 7. Vương Kỳ level 5. Nhiều kỹ tướng nó ít nhất là level 5 trở lên. Nó nhiều kỹ quá. Nghĩ nó cỡ 8 đạo kỵ anh ạ. Các loại bên anh nữa, bên anh ít giáo. Có hai đạo giáo thế này. Kỳ quá. Còn kiếm. Có kỳ cung ấy. Vũ lý chi bại wo. Đa đán. Jin gan dui wo khẩu chu khoáng yan. Mấy con kỳ cung thấy vậy mà nó khó chịu phết anh ạ. Ừ. Nó chạy vòng 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 nó bắn. Tự kỷ, không phải phá đả ứng địch nhân. Hẳn minh hiển la. Trá chín. Tại. Xin chỉ tư sa. Yu quân đang tại giao sở công kích.很是吃力，需要帮手。或许你该考虑如何破阵杀敌。做好准备，时机已至，赶快赶快！好事在此，加快脚步，快跑！走，准备好了，冲啊！我军伏兵已暴露。 Phát gần chết ạ. Đông quá. Nè, một vầy cái thằng này.
勇气。准备开战，准备就绪。敌军仓皇逃窜，一群懦夫，进攻！军士兵正在四散而逃，准备开战，杀光敌军，不要留情，天下不留。注意，杀光敌军，冲啊！时机已至，挺住，加快脚步。准备开战，我军士兵丢盔弃甲，是懦夫也。进攻，鼓起勇气，杀呀！准备就绪，快快快，准备就绪，注意鼓起勇气，时机已至。对呀，ráng giết được nhiều tướng nhất có thể。打不过，我得先行撤退。准备好了，做好准备，做好准备。注意，骑兵听命，诛灭敌军。剑士听命。Mấy xíu với lại cái thằng kia nó chạy người vòng vòng ấy nha. Mấy xíu với lại cái thằng kia nó không xuống người ra đấu mà nó chạy.顽强不屈，注意，停住，停命，跑起来，万箭齐发，片甲不留，准备就绪，在，时机已至，国军士兵正在四散而逃，敌将受手，贼众溃不成军。准备开战，时机已至。Too good, chém được. 敌将无一在我之上。Bài tướng nữa rồi. 或许我该撤了。太弱了。Này này bố. mà lại chọc nhau trên ngựa, chứ chạy quê chạy lại chọc chọc nhau dài thế. Đi tướng đã 受手. Ngon. Bốn tướng á.
chiến bại. Mẹ nhà nó cày thế nhỉ, quên mất cái thủ thành đấy. Đáng lẽ cái đạo vây nhỉ, đéo có chuyện tiếp viện nhỉ, đúng không? Cái đạo trong thành bị vây đã không tiếp viện được thì cái đạo vây bên ngoài cũng không thể tiếp viện được, nó mới đúng. Mình quên, cái này hơi ảo, quên mất cái đấy. Ngày trước thì chơi nhiều thì nhớ. Thôi căng thì cái mẹ đi ra chỗ đấy. Bọn này đánh mà mã siêu, không biết mã siêu rút được không? Vì mã siêu rút một lần rồi. Auto đi. Mày rút ra đây là mày ngu rồi con. Nó vẫn rút được nữa kìa. Mã siêu chạy lên đây hơi căng ấy. Mã siêu hết lượt rút rồi. Bị đánh là mã siêu chết chắc. Kèo này mà nó bắt được mã siêu to lên à. Cái bọn thân vàng này là bắt được tướng là nó chém hả? Nó dễ chém hơn bọn nhà Hán. Đâu, ở chỗ này là bọn viên thuật chứ. Thằng cung đô đấy. Có một đạo thằng cung đô này. Viên thuật đi trước. Đấy. Không đánh được. Cho tôi đi. Mẹ. Sai lầm. 29-32%. Ủa, mày gọi đeo trái mày. Ngon. Em thấy chơi chỗ vũ quan nó đông vãi cái đai. Mẹ lúc nhúc anh ạ. Nếu mà tình sau nữa là một mình lưỡi bố chống lại được không? Để tiếp một đạo nữa chứ, cù cung quay lại cứu mẹ cái thằng Hàn Phước này. Đi đéo đâu rồi? Mẹ cắn chậm rồi ấy. Đéo biết. Đi tít lên dưới. Vương Lãng rút về. Rút à? À không. À không, nó đi đường nó bị một thằng đánh gần chết, đéo phải lo nữa đâu. Bị... Thì thôi em lúc này đôn lên. Thằng Vương Lãng không phải lo nữa rồi. Vẫn còn cù cung tiếp viện. Mất đồ không? Không mất đồ. À, tốt. Còn tổ đang bị Lưu Biểu đập cho sạch mặt đó nè. Cái tội của lá vua liếu. Cố gắng nha, em hấp được của nó một tỉnh. Lưu Giang hợp phì. Cũng ngon. Kiếm thêm tí sèn. Vạn vũ sư giế. Nà chi vũ khí.
他都我等信念如一，这便是上天的恩赐，不能再消耗物资看押他们了，快去下旨于地，上参于天。这大娘很奉命任务呢。嗯，这就去办。难懂不赖呀。准备伏击。立马行动。Anh thằng Hàn Phúc này lại áo bé này lại có Trịnh Giang với lại Tuấn Úc. 待时而发，出征数日，今日始归。只有坏人才会怕我。柔以克刚。正在行进。耐心等候，敌军必中圈套。Tư Mã phòng làm việc ở đây đi.Làm cái trừ tham nhũng với cả tăng 10 thiện cảm. Lục chính 40 đoài lòng. Trọng công quốc. Tu cán 2000 tiền cả. Công tôn tục. Bột hạ xuất bịnhHải tặc cướp bóc. Mẹ con chó này làm cho mình đạo nhân lương này, đạo nhân lương đuổi theo con chó này nó cắn trộm, đéo dưới đéo có quần cày thật. Đây được cái nó. Chỗ này bà đạo vẫn tạm vẫn ổn, chỗ này để tiếp quân. Hết lượt để quân mẹ này, fuck, hết lượt để quân trong tên này rồi.起精神来，立刻群敌，莫要急躁，追寻荣耀。过来，vũ quan có bạo loạn không sao hết.相信其他人，không tới à? Không tới anh này.
正气如火，熊熊不息，力求上计，功名震天。Có cái búp hồi 10% của công tuân toàn ở đây, thành các quân ở đây nó hồi nhanh. Đẻ ra phát tầm một tân là gồi hồi gần đầy rồi. Ở đây làm chim mồi. Xem Viên Thiệu có mắc bẫy không.为天下苍生，trừ 10% phí duy trì cánh quân mà cũng nhiều phết anh ạ. Nhiều chứ, đỡ được bao nhiêu? Tiền mỗi tinh của em là được 500, bây giờ nó lên 1.000-2.000 rồi. Ngon. Được cải cách, ngon đấy. Giờ em đẻ được Ngọc Long Quân. Cân đối tiền nong rồi. Mà tuyệt vời, đặc biệt là chơi hổ báo kỵ thôi. Chỉ có sạch chính lưu hợp, thiên hạ mới có bình định. Nhưng mà quân địch đứng trên đất của Lạc Dương cao quá. Lạc Dương âm 60 địa điểm. Chỗ chết này.
con bà mẹ mày. Cô tôi đi. Cái tức miệng à. Lộ mẹ thằng lưu bố à. À lộ lưu bố à. Nó kiểu cố đâm vào để nó lộ thằng lưu bố ra. Bị echo lắm. Rằng thầm bị tuổi. Chết này. Chết, chết này. Chết. Chết. Láo nháo đi. Sao không kết thất bại à? Không, vừa kết thành công. Mày cầm đạo lưu trường nhé. Ok luôn anh này. Đánh cẩn thận đừng để cho lục trình nó chết. Nếu mà trận không thành trước không để lục trình chết. Nó bị tháp bắn chết đấy. Thì mày phải đứng song quân như... và Viên Thiệu một đi không trở lại. Trăm tám mươi giây tiếp viện mới ra mà. Đúng rồi.仇记下了，看来只能下次再来取你性命。敌军已发现我军，
备开战。Mà đánh này chỉ còn một đạo là đủ xử nó rồi, không cần tướng viện cũng được. Từng tìm mua gần luôn. Qua tin này của anh rồi nghỉ anh ạ. Ừ. Mới đây 5 giờ kém rồi. Nhanh nhỉ. Yeah.
quá trời một tí. Chơi game kém tí là để cho ăn cơm. Đánh cho Viên Thiệu mà chạy tụt quần luôn. Cướp được đao của thằng ấy thì vùng luân ngon, có cái đao xài thằng này 63 tuổi rồi. Bổng Mân có dám vào không? Kéo thêm quần lên. Kéo lên thôi, đéo dám vào. Tao là chỉ có thằng Cung Đô nó mới vào thôi. Ba thằng Động Mân này. Viên Thuật có dám vào không? Pháp Chính đứng ngay gần đấy. Anh nghĩ Pháp Chính sẽ chạy. Đấy, Pháp Chính chạy. Re kèn. Tuần sau là mã siêu hồi khá khá rồi. Có cái vũ quang mới không chiếm luôn mẹ đi. Nó cứ vây. Cứ vây. Một cái phức. Mẹ mày đi đâu đấy? Nó vòng con Đông Lai. Mẹ chó này. Vì con chó mẹ này mà mẹ tự nhiên đạo nhân lương của mình. Có thể nó đánh Lan Gia ra nè. Không sao, nó đánh ở đâu thì mẹ nhân lương ngay đấy rồi. Cứ đi theo nó vậy à. Vậy tôi bắt buộc rồi, bởi vì đằng sau anh chả có quân. Mà mặt phía sau thì quân đánh cũng ổn rồi. Ok, tự... Còn mẹ này chứ. Gì đây? Tạc cấu. Mẹ. Nó dùng cái... mưu kế có tạo tạc cấu đây. Lệnh đánh cho đây gì? Kiểu quá. Cho chết thật. Vùng lãng bị diệt rồi. Tên này là Xiang Qian Jin Jun, Lian Jie Feng Gong, Ren Shou Ku Nan, Zheng Zai Xing Jin, Bu Ke Neng Zhe Yang Zuo, Wan Wan Bu Ke, Xun Su Chu Ji. Nhanh được thì muộn rồi. Đánh. Sau đấy. Bất tài đó. Khán đạo trọng nhân hội tụ ở tử, vô xin sân vị. Phân lý một trận. Nô hô ba. Sau. Thế cũng là quay lượt. Em quay lượt là tính của em ấy. Thì anh mới lưu được. Cứ chiến cái này cho tao.
我等信念如一，这便是上天的恩赐。不能再耗费物资看押他们了，只有稳固发展，人们才会交口称赞。等着边条单单我无话可说。天啊，那个按摩占领天，没得按摩单天，边条包赚了。Kiểu anh đánh phải đánh vài thành của nó nữa là hòa được cái nó. Mà nếu mình thế thắng thì mình cứ công thôi. Một tổ này chắc sẽ vài tên nó sẽ bị diệt cái mà. Kéo bớt lên đánh phụ anh ở trên. Lúc mà đánh phụ thì tao chắc thăng thiên rồi. Mày xong mấy tuổi rồi? Xem nào. 6-7 tuổi rồi nha. Gần chết tới nơi rồi. Chiều lái mẹ nghe. Mặt trận này nè. Vỡ mồm nè. Ngoài ra chẳng có đéo gì. Để ngoài ra được. Tiền thì vẫn ok. Mẹ cũng chưa cần thiết. Đây mà em đánh được cái trần quận này thì em kéo hai đạn này lên mà. Còn ở dưới hai đạo em sẽ xử hoặc bị ở dưới. Anh yên tâm. Và tin nữa là sẽ có viên quân tiếp viện của Tào Trung tới ngay. Để cái đạo quân của mày tự mày đánh xong hoàng tổ đó chứ để cái đạo. Để đạo quân mày mà đến tiếp viện được chỗ này chắc phải mày 5-6 tin nữa mới tới được. Xa phết đấy. Tiếp viện ở đâu? Anh giờ anh muốn tiếp viện ở đâu? Lạc Dương, à, chỗ Lạc Dương thôi. Lạc Dương thôi đúng không? Ok. Nó cứ qua lượt đã, rồi mà chơi tiếp. Hẹn anh em buổi sau nhá. Nghỉ thôi. Xin chào và hẹn gặp lại.